thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 do Quốc hội và Chính phủ ban hành. Ngành thuế tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng triển khai đến các đối tượng thụ hưởng chính sách. Tổng số thuế, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã được giảm gia hạn tiền thuê đất do chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tính đến hết tháng 7 năm 2021 là hơn 1.470 tỷ đồng. Trong đó, có gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020 cho trên 2.200 doanh nghiệp và trên 2.900 hộ kinh doanh là hơn 1.280 tỷ đồng, giảm 50% lệ phí trước bạ cho 2.880 lượt xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước với số tiền hơn 87 tỷ đồng, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020 gần 52 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021, ngành thuế Hưng Yên đã tiếp nhận được hơn 1.200 hồ sơ, đề nghị được gia hạn, thời hạn nộp thuế, giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52 của Chính phủ. Trong đó có gần 1.200 hồ sơ đủ điều kiện được gia hạn, tương đương với số tiền gần 662 tỷ đồng.